Chào cả nhà mình nhé. Chào cả nhà. Chào chị. Chào chị mình nha. Nãy anh em cùng nhau dưới bên này sớm nè. Ở bên kia con nữa kìa. Dưới bên này mới sớm mà cùng nhau đi bắt chuột theo cái máy trường hợp ở sát cạnh vườn xoài mà cả nhà. Bên là xoài, bên là phai môn. Trời ơi. Chuột. Phai môn nha. Anh mất thủ đi anh hái dẹt. Cục nào anh hái? Cục nào? Chẳng sai sai thôi. Ê kìa. Sao anh vô lúa hay vậy? Còn đây, còn đây. Thủ vào trong lúa nè. Con chuột chứ phải con ơi dồi. Con chuột chứ phải con ơi dồi đâu. Chạy vô lúa lại rồi. Quá dở. Cổng á. Chủ cống hả? Dạ. Đúng rồi, vậy heo mé bên đây tạp qua bên môn nè. Miếng đất khá là dài cả nhà, xa lắm, anh em mình đứng mỗi người một đoạn. Anh Phước dính một con cho anh Bóp dính một con nữa. Bộ nào né nó to hết sức luôn. Để chạy ra cả nhà ơi. Vô luôn rồi, chạy luôn, chạy xong rồi.
chạy dưới hả? Bển luôn rồi. Bển luôn rồi. Ê, từ 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 vô bờ đó. Nó dưới đó mất. Dạ, dưới này, dưới này. Ừ, nặng lấy nó to. Để mất, con coi, nặng luôn không nặng. Con nữa rồi. Nhìn tim ơi. Quá sợ chạy lên bờ.
đây cây không được nhau.
chụp cái chớ lại trời. Chuột nó bự. Tiêu tim luôn, không thấy tim luôn ta.
Vô ông Phượng rồi nè. Trời ơi, cắn bỏ vô đi. Ui, cắn bỏ vô đi nha. Để xe bò vô ngoài á. Chết rồi, đi rồi. Đi đâu mà chơi bộ vui vậy. Đá ngồi mệt đi chút rồi vậy. Quả xá luôn rồi. Ừ. Xíu nữa là tiêu rồi. Còn cái này. À, còn túi nữa hả? Quả xá bữa nay trúng mánh rồi cả nhà. Cực béo, lớp mỡ rồi. Dòng cỡ một ha. Trời nó ngon kìa. Wow. Biết một mực không à? Hết sức luôn rồi. Hết bây giờ bữa nay có mồi nữa nè. Con ếch to khá là to. Này giống mối nữa. Đủ rồi. Rồi cả nhà mình uống nước nha. Nãy giờ cả nhà mình theo chân mấy anh em chạy tới chạy lui chắc cũng mệt rồi, mời cả nhà uống nước nha. Đi nước thôi vậy. Không biết mệt không miễn thì thở một chi không à. Thở rồi thở không à. Qua mệt rồi cả nhà. Mấy anh hả? Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, về cái mằng chuột ha. Ôi còn hai công đất đó là sao? Làm luôn mới nghỉ ha, là mai mới làm. Vậy cút luôn đi, mai làm cái khác lại. Chúng qua cắt miếng nghỉ rồi làm. Dạ. Được. Không chắc này về, chắc này được. Không có theo bắt nổi nữa, về đi đi mặn, đi mặn tiếp tục. Công đất sáng chưa rồi gặp cái số này đi bắt buộc, giờ mình về giúp nữa cút nữa. Thôi giờ anh em mình xin bye bye với cả nhà mình đây nha. Anh em mình đây về cái đầu tắm rửa ăn miếng cơm đi làm tiếp tục cả nhà. Chiều anh em sẽ làm món mà cả nhà mình cùng thưởng thức chung vui với anh em với cái món chuột chiều hôm nay nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà.